tin cho mình được giàu có. Như vậy có đúng ý Thiên Chúa không? Chắc không đâu. Mà nếu mà Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta thì Chúa Thánh Thần sẽ dạy chúng ta cầu nguyện khác, không xin cho mình giàu có đâu. Mà cầu nguyện theo ý của Chúa Thánh Thần thì tôi nghĩ rất đơn giản. Anh chị em cứ tập cầu nguyện theo cái kinh lạy cha. Kinh lạy cha Chúa Giêsu dạy chúng ta mà. Nên cứ cầu nguyện theo cái mẫu đấy thì đó là cầu nguyện theo Chúa Thánh Thần. Và Chúa Thánh Thần cũng nhắc chúng ta phải cầu nguyện theo cái ý đấy. Mà cầu nguyện theo ý đấy thì Đức Chúa Cha nhầm lẫn. Cho nên thay vì mình cầu nguyện cho mình được giàu có, tôi nghĩ chắc không nhầm lời đâu, Chúa không nhầm lời. Mà nếu mình xin Chúa cho con được hàng ngày đủ sống thì Chúa nhầm lời. Bây giờ trong nhà mình có người ốm đau bệnh tật, mình xin Chúa cho con được khỏi bệnh, khỏi ung thư, khỏi những bệnh hiểm nghèo, thì có khi Chúa nhầm lời, nhưng mà có khi Chúa không nhầm lời. Nhưng mà nếu chúng ta cầu nguyện thế này này, xin cho con có sức mạnh để con chịu đựng cơn bệnh này, xin cho con chịu đựng bệnh tật, nhưng mà với sự kiên nhẫn, với niềm vui, với sự thanh thản, với tinh tâm tình phó thác, Đức Chúa Cha nhậm lời, bởi vì cầu nguyện theo đúng ý Thiên Chúa. Rồi bây giờ gặp những sự bực bội trong cuộc sống hàng ngày, mình mong điều ác cho người khác, mong sao để có dịp trả thù người khác, mình làm sao mà mình được nhậm lời. Mà nếu mình xin Thiên Chúa cho con được có sức mạnh, để con nhịn nhục, để con chịu đựng, để con tha thứ, thì chắc chắn Đức Chúa Cha nhậm lời chúng ta. Thế anh chị em, những điều này thì chắc chắn anh chị em đã gặp nhiều trong cuộc sống. Biết bao nhiêu gia đình của chúng ta nghèo đói nhé, ốm đau bệnh tật nhé, gặp biết bao nhiêu sự khó nhé, thánh giá nhé. Nhiều khi mình cầu nguyện xin Chúa cho con vượt qua, không phải chịu những sự đau khổ này, mình cầu nguyện Chúa, chưa chắc Chúa nhậm lời. Có khi Chúa cho, có khi Chúa không cho. Mà nếu anh chị em tin tưởng nơi Chúa, xin Chúa cho con bằng sức mạnh, sức mạnh tinh thần này, sự nhịn nhục này, sự chịu đựng này, tinh thần vui tươi này, chúng con phát thánh giá theo chân Chúa này, chắc chắn là Chúa nhậm lời. Mà nhiều gia đình của anh chị em cũng là như vậy. Có nhiều khi gặp khó khăn lắm, bao nhiêu sự đau thương, mình cũng không ngờ là tại sao mình vượt qua được. Nhưng mà bởi vì mình cầu nguyện đúng ý Thiên Chúa, Thiên Chúa ban sức mạnh cho chúng ta. Đấy. Chúa Thánh Thần dạy chúng ta biết cầu nguyện theo đúng ý Thiên Chúa. Có lần tôi nói với anh chị em, tôi không nói ở đây, mà tôi trong bài giảng ở nhà thờ chính tòa, rồi họ cũng đưa lên video clip ấy. Cái năm Tết năm nào tôi mới về đây, tôi bảo anh chị em, Tết nhất là chúc cho những người mình gặp gỡ đấy, chúc ông bà anh chị được vạn sự như ý. Tôi bảo tôi chúc vạn sự như ý, không biết là Chúa có nhậm lời mà Chúa cho vạn sự như ý không. Đáng lẽ mình phải chúc kiểu khác chứ. Người công giáo là chúc anh chị em, chúc mọi người vạn sự như ý, ý Chúa, đúng không? Mình chúc theo ý mình thì làm sao mà được. Mình nếu chúc theo ý Chúa là được.